được không ta đây hello mọi người mọi người ơi cho mọi người xem cái xứ sở là gọi là cái, cái lễ nô em của xứ sở xứ sở của chủ nha mọi người nơi sản xuất rất chủ nha mọi người cái vòng cái vòng tròn mà to mà xanh, xanh 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 đó là có nghĩa là những trong đó có rất nhiều ô là có những cái ghế để người ta ngồi chơi đấy đây rồi là cái cột xanh xanh này cũng thế cái cột xanh xanh mình ấy che một tay cái cột xanh xanh thẳng đứng cao này cũng thế là nó có những cái um, giống như cái nán ô rồi ngoài là cái ghế đấy thì cái khi mà có người chơi á thì là nó nó xoay nó xoay như thế này ừ. và rất nhiều người được ngồi đấy mà cho đến chư là thời ngày hôm nay là ngày nghỉ lễ chính thức là ngày hôm lắm nha ngày hôm lắm đúng không ừ. hôm nay là ngày 25 là ngày lễ Noel của xứ người của nơi sản xuất rất chủ đấy mà đến dư là thời điểm trừ mà vẫn chưa có ai xem đấy hai cái cột này vẫn là hai cái sân cột này à, hai cái hai cái cột này và cái vòng quay này là vẫn chưa có ai vô chơi cả đấy mà mấy lần mình đi đấy mấy lần mình đi thì đi là đi dạo chơi cho vui có ngõ rồi thôi cho mình chả hám hổ gì những cái trò này đấy nhưng mà đưa lên đây để cho những cái bọn mà ngạo răng xính đấy cứ giáng sinh không phải là của mình cây thông noel cũng không phải của mình mà cứ chúc mừng giáng sinh chúc mừng giáng sinh trong khi đó là à, năm một năm trước đấy là đó là ngày hôm nay là ngày rồ của cha của mẹ của ông của ba đấy mà chúng nó không biết chúng nó xong xuống ảo xong chảnh chó thật rất ghét những cái kẻ như thế này đấy ngay cái thời điểm này là ngày lề đang nghỉ nhá ngày mãi cũng nghỉ nhá mà hiện tại là chỉ mới 17 bảy giờ đang rất là sớm đấy mà thường ngày mà đi á mấy bữa trước đi á thì chỉ có là những cái bọn trẻ con nó nhỏ nhỏ bốn năm tuổi đấy nó thích đấy đến đó là có vui chơi rồi có chơi rồi có cái gì gọi là bắn cung tên rồi ngồi xe đua xe Nó kia rất nhiều đồ chơi các thứ để chơi trong đó nhưng mà rất rất là đặc luôn một bông ngô nướng đã nắm oi đó vô đó mà chơi là chỉ có lôi mắt ra cho nên kỳ ghế này những cái vòng quay này đến dư cả ngày mà chưa quay được một vòng nào mọi người hiểu chưa thì giả như ở cái này á ở trong này là rất có cái chỗ là ăn uống các thứ này ăn uống rồi chơi nhởi re đua mô tô này nhá cái này mình tưởng tượng mà giống như cái này mà được ở việt nam thì có lẽ là nhiều đứa chảnh chó là nó bán nhà đi đến đến để, đó để nó chơi nó chơi thì cũng chả có gì là thú vị trong này cả chỉ có nhiều cái chỗ chơi là bạn bỏ một hai ói vào cái chỗ máy đấy rồi là mình quay vòng mình quấy vòng thì nó trùng nó 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 trùng được con gọi là con búp bê nào hay là con thủ bóng nào đó đấy thì đưa về cho con cho cháu chơi thôi chứ cũng chả có gì là giá trị đây mà đến dư mọi người nhìn cho kỳ là cái vòng nó vẫn đang cái vòng to tròn đó là vẫn đến thời điểm dư vẫn chưa có người để ngồi đấy nếu mà có khoảng 5 người ngồi trong cái vòng này được hàng chục ghế nhá đấy những cái ngăn ngăn vòng ngăn ngăn khía khía đó mà mọi người nhìn thấy đó là cái khía của cái ghế để là người ngồi vào đó rồi là quay đấy nhưng mà đến thời điểm này vẫn chưa có túi đến ngoài trời là túi đến rồi để lại mình tắt điện cho mọi người thấy nha đây đó dư mới bắt đầu cái vòng đứng kia đấy cái vòng đứng kia thì dư mới bắt đầu có vòng quay có người quay nhưng mà người quay thì cũng là vài ba đứa trẻ con thôi chứ chả ai có tiền để mà quay vì rất là đắt đỏ mà kinh tế bây giờ thì đang rất là làm phạt và cái quan trọng là người ta không còn mặn mà gì với cái ngày giáng sinh như thế này nữa mà nó lấy là đổ bồ sáng là cho cái bọn ngạo của việt nam đấy cứ chúc mừng nhau giáng sinh giáng sinh như đúng rồi trong khi đó thì năm mươi một năm trước á là những cái ngày này á là ông bà cha mẹ mình là ốm đầu máu ốm đầu máu mười hai ngày đêm không ăn không ngủ b năm hai nó quần chó là mười hai ngày đêm không ăn không ngủ chỉ mà định dư mà chưa có ai vô làm mà ta đây thì dư á chưa có ai mình cũng nói đấy ai gặp thích xem thì xem đây là cái vòng cái cột đứng kia là có cái vòng xoáy như cái nắn nắn ô khi này đấy thì mới quay được uh, một lần là cả ngày nay đấy và đến um, và chào, chào bạn nào đó nha <laughs> và đến nếu mà có người quay á thì nó sẽ lên nó sẽ quay lên tít trên kia còn nó sẽ quay lên tít trên cái ngọn đèn trên cung đó rồi nó vắng ra mà giống như là 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 cái nán ô rồi ngoài cái mẫu của nán ô là một cái ghế đấy mọi người rất nhiều cái ghế đó nhưng mà vẫn tuệ vẫn héo vẫn hắt đấy mọi người thấy chưa cái noel của cái chao uh, trao phật pháp nha hello chị yêu thì uh, bức xúc quá em ạ à. cái bòn răng uh, uh, cái bòn việt nam hăng cứ ranh ngạo rồi là chảnh chòe rồi là cứ tá đấy là chúc mừng giáng sinh nha. giáng sinh chứ của nhà nó mà chúc Giáng sinh là của cái đào tắc cái tố, đào khạch mẫu với có chí mất xúc, có chí mất chúc mừng. Đấy, mà trong khi á, ở cái nơi mà xứ sở của chủ đấy, và hơn nữa là cái ống này á, là hiền đang làm trung ở là Phá Tiku. Cú. Đấy, đang làm trung ở cái giáo hồi, cái tố giáo nhá Nhưng mà cũng không bẩy được ai đến đó mà chơi, mà ăn, mà chơi cả. Bữa đến dư nó thành lập, nó, nó lập từ bữa ngày 10, mùng 10 đến chứ mà đến dư là hôm nay là rất chính xác là ngày lễ mà nó vẫn ngắt như thế nếu như mà có người chơi á thì nó vẫn nó quay lên lên lên, tên cái đỉnh chóp của cái đỉnh chóp của cái cột đứng á và cái vòng tròn này là cái vòng tròn này là nó sẽ tía ra các đủ các màu đủ các màu rồi nó xoáy là có ghế ngồi đó nha mọi người Đấy nó gần nhà mình nên mình quay cho mọi người xem chào đắng khóa nha đấy làm chi có ai xem nữa bởi vì chứ là ở đấy người ta rất là, là 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 thôi mình nói từ đầu nhá giả sử như nếu ai mà buộc phải đến đấy đó như con mình cũng rửa, trước đấy bốn năm tuổi mà nó chưa có chưa 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 có cái gì mà để mà qua vay nạc hay là cái gì qua noel cho nó là nó quấy nó quắt rồi là đứa nó đi chơi ăn hết chỗ nó sang chỗ kia đó nhưng mà trừ á thì đó là cái trẻ con còn mười 18 tuổi rồi thì nó không cần thiệt là, nó không cần thiệt vì khi nhỏ thì nó cần vui đấy cần đến những cái chỗ vui đấy chứ trong này cũng chả có gì và trước đấy những cái hồi chờ mà của của Noel như thế này á là người ta nườm nượp rất đông và kể cả ngay dưới chân nhà mình ở thỉnh thoảng ở đâu đó cũng có những cái chờ nhỏ nhỏ cho người ta bán các cái đồ là gọi là về để trang trí Noel đấy đó nhưng mà dưới chân nhà mình thì dẹp mười mấy năm nay rồi đó và cái chỗ này á, thì rất là rộng mà báo trong rất là đẹp và rất nhiều hàng ăn các thứ đồ chơi nhưng mà đến dư cái vòng quay này là chưa được cái nào cả ngày nay mà mình cứ nhìn cửa sổ để xem cái vòng đứng cái cột đứng á thì mới được một vòng quay nhưng mà chắc chắn là không đủ ghế không hết ghế đâu nha mọi người có khi ba bốn người nó cũng quay để như kiểu là nó lấy cái tính thân để nó mời nó khéo kéo, kéo gọi đấy nó mời chào khách đấy đấy chứ còn kia vòng tròn tỏ này là chưa hề quay cả ngày này chưa được một lần quay mà dư thì năm giờ rồi mà lành 6 giờ nơi rồi mà lành như thúng súng voi như thế này mà đến dư là cái điểm của người vui chơi đấy nha mọi người đấy thì là đáng lẽ ra là cái giờ này là cái vòng này là phải quay tít bởi vì là thanh niên nó thường thích cảm giác mạnh với là cái loài cây chói đấy đấy thế nhưng mà bằng chứng là khi này đến dư là vẫn im lặng đúng không vẫn đứng một chỗ đúng không mấy người chứ mình nghĩ mà giả sử như ở việt nam mà như thế này á thì cái chỗ này là nó dầm nhau mà chết luôn đấy cái chỗ này nếu như mà ở Việt Nam là nó chảnh đấy rồi cứ tá đây là phải đi chơi nó én nó kia thì mới chảnh đấy chứ nó đâu có biết rằng năm mươi một năm trước là b năm hai là thả bom tấn là ôm ba cha mẹ nó phải ôm đầu máu 12 ngày đêm không ngủ không ăn đây nhưng mà nói mình quay ra đây để cho mọi người biết rằng và để cho những cái bọn ngạo cái dân sinh á cho chúng nó biết rằng là cái cây giáng sinh cây noel và kể cả cái mua giáng sinh đấy đừng có quê đừng có chơi chơi kiểu cái quê nữa là mình không có giáng sinh tổ tiên mình cũng không có không là đào ký tô mà cứ chúc mừng nhau giáng sinh như đúng rồi cành bỗng bóng vừa vừa chứ bóng chí mà bóng lắm như thế đấy là một mê linh đọc mà thương trẻ nhỏ thích não nhiệt phong trào nên a theo tôi chị ừ thì chị cũng biết là ở đấy là chị có bọn trẻ con là nó thích thì bọn trẻ con á mà nó thích nó đòi đi thì người lớn cũng phải đưa đi nhưng mà ở đấy là giả thử như mình nói ở việt nam thì nó ấy em chứ còn ở đấy là giống như kiểu là người ta chủ yếu là theo đạo ký tố hết cho nên người ta tự giác người ta đi vui chơi để là uh, góp uh, cái tính thân cho nhau ủng hộ cái đồng viên cái tính thân cho nhau không đó nhưng mà đến khi này đến dư là có 30 phút rồi mà chưa quay chỉ cái vòng đứng 10 uh, quay được một lần mà không biết là được mấy khách đây mình không nói là không nói dối nha mọi người và nửa trước đấy cách đây khoảng hai năm đấy là dư không biết cái ống gì đó ông ông uh, lên làm trụ trì của cái giáo hội phá tích cú không biết mình quên mất tên ông rồi. Đấy, thì trước đấy khi ông chưa lên á thì người dân ở đấy á ai cũng là thích ông lên cả. Đấy, ai cũng cứ mong muốn hy vọng ông lên để rồi mà dẹp cái ổ mọi cái tề nạn trong cái 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 kia cái, cái nha chữa đấy. Đấy. Um, dẹp dẹp mọi cái tên nàn trong cái nhà chữa của phá thi căng đấy đây ở đâu đâu cũng có cái nàn là hấp diêm đây rồi thì nhưng mà trước khi đó ông chưa lên là trụ trì thì có nghĩa là cái chức lớn nhất gọi là cái gì hay cái chức lớn nhất của giáo hội phật giáo là thường tòa nè thì hỏi nói là cái man đón rước ông long trọng đến cờ nào đấy lính đinh long trọng giáo à, hoàng đúng rồi cảm ơn em nhá phật pháp, pháp. À, hay là đăng khoa phật pháp, pháp. À, là 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 cái khí mà ông chưa lên giáo hoàng á là là về về nước mà thăm quê quán á bởi vì là ông phải ở bên ỷ mà đấy nhà thơ lớn nhất phát thì cũ là ở bên đó thì ông về mà về về thăm quê á, là Kể cả cách đây mới cái đầu năm nay ông về, đầu mùa hè ông về đấy, người dân người ta cũng đón tiếp thơ ớ mà cảm thấy lành đàm cực kỳ luôn, lành nhạt cực kỳ luôn. <laughs> Và nhiều người người ta nói thẳng mắt ông rằng là tưởng ông lên hy vọng ông lên là sẽ dẹp được những cái to là là hấp diêm ở trong đó nhưng mà đến chư đấy mà thời điểm này rồi ba năm rồi mà vẫn chưa xoay chuyển chưa có một cái chí mới cả cho nên người ta hà nhiệt trong cái màn đón tiệp không trải thảm đỏ mà cũng không lóng trọng như lần trước nữa đây mà mọi người có nhớ cái bữa thằng bữa đâu bữa giữa tháng 11 mình xem được một cái đoàn clip là cùng nói về cái ông giáo hoàng này là ông Là có như các nghĩa có nghĩa là các người khắp thế giới là về đó gọi là những cái bậc Giáo hồi bên bên giáo kỹ tố mà gọi giống như kiểu là cử đại biểu về để là vấn án giáo hoàng hay là cái gì gì đó mình không biết Đó nè nhưng mà À, cái khi mà ông ngồi đó thì một cái ông ra da trắng đi đâu thì là ôm hôn rất thầm thiệt đấy ông ôm hôn rất thầm thiệt là cái ông giáo hoàng người đức nhá ông ôm hôn rất thẳng thầm thiệt mà không tỏ vẻ kỳ thị gì hết đấy nhưng đến ông thứ hai là người da mau không biết người nước nào đấy thì là ông bình thường bắt tay cái bình thường chứ không ôm hôn đây, rồi sáng đến người thứ ba là người giá đen, tức là đại diện cho cái giáo hội của họ đấy. Thì cái người giá đen á, là đình lại là quang tay ôm lấy ống để ôm hôn đấy. Nhưng mà ông ngỡ đi, ông không 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 đầu đều, ông ngớ ấy, ông thông nông đều rồi đến khi sau đó nữa là những cái người da đỏ da mau khác ái da trắng là ông ôm hôn là rất là tỏ vẻ là tôn trọng họ nhưng mà những người da mau là ông đặc biệt kỳ thị luôn đấy rồi đến khi mà ông xuống nói chuyện với với khách khứa với khán giả mà đến dư cái tiệc đó cái lễ đó mình không biết là cái lễ gì thì có một người uh, phụ nữ có một người phụ nữ ở là người trung quốc đây thì con mình nó ba nó hỏi tiếng anh ba nó hỏi bằng tiếng anh thì mình chả biết tiếng anh tiếng em gì cả con mình nó dịch ra mình hỏi này ô con ơi rằng trong cái đoàn đi mà lại có cái chuyện mà ông phủi tay như thế là cái đó cái ba người châu người Trung Quốc mới hỏi chắc là hỏi đến cái vấn đề mà làm dùng tình dục trong các nhà thơ đấy cho nên là ông hất tay đi ông 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 cái cái ba đỏ thế đang bị cái tay ông để dư lại để hỏi mà ông mở ra thì ông hất tay ông số cái rất là mạnh luôn rất gọi là rất là thố bào luôn chứ không phải là 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 rất mạnh nữa đây thì cái thái độ đó <laughs> cái thái độ của một giáo hoang mà ở cái xứ sở của họ như thế trong khi đó là trăm ngàn ông kính là chỉ vào con người ông đấy mà ông hành xử như thế thì cái bọn mà 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 mỹ mạo chứ cái bọn mà ký tô mau như việt nam thì là 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 chuẩn địch làm gì mà cứ chúc mừng giáng sinh chúc mừng giáng sinh thật nó chỉ có chúng mày là cái một cái cái, cái 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 cái, cái, lũ mòi rờ thôi đấy rất tiếc là 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 bữa đó là tao quên đưa cái lịch nở về đi mình quên đưa cái lịch nở về đi đưa ra mà chia sẻ cho bay thì cái đó bay mới biết những cái bọn ngạo mà 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 nó én đấy thì mới biết rằng là cái thánh phần của chúng mày là cũng là ký tô mau nghe chưa như bác quế thì nói là mỹ màu chứ con mà nói về giáng sinh thì là gọi là ký tô màu cho nên không bao giờ được chúng nó trong vòng đâu mà chỉ là lời dùng chúng mày như một con thị tổ thôi đấy để làm băng đạp mà để đông hỏa thôi đó gọi là cái mưu đô mà nói để đông hỏa việt nam thì chúng nó chưa bao giờ từ bỏ đấy đến cho dù biết rằng là à, đưa tôn giáo vào trường học là vi phạm luật của nhà nước vi phạm pháp luật của nhà nước nhưng mà các trường học chúng nó vẫn lợi dụng gọi là như cái chân sỏi đấy mọi người chúng nó lén lỏi khắp nơi đấy lợi dụng vào trường học để tránh thủ là gọi là lợi dụng cái qua thì trong đó thì cũng chỉ có là vài bát thánh sô cô la chứ chả có cái quái gì cả đó nhưng mà trẻ con nó thích nhưng mà quá cái quá cái cái gọi quá ba bốn kia số có lá đỏ là chúng nó đang truyền tải một cái thống điệp đó, chúng nó đang truyền tải một cái thống điệp là chỉ có ký tố mới có những cái như thế này những mới có những cái qua như thế này đó cho nên là chúng tao đi vào quyền uh, tuyên truyền may là ru quyền may bằng con đường già dày đấy thì mình nói bằng cái cách này thì hôm trước là có cái cánh năng nguyện mà bà nó hỏi mình mà mình thì bấm nhiều quá rồi mỏi tay mà ngón tay mình thì bị gút mình lười mình bấm là mình trả lời mà hai ba lần rồi thôi chứ mình không trả lời nè vì bạn này bạn cứ nói cu nhắn bạn không hiểu đấy thì mình nói là mình đưa cái cái, cái, cái Uh, cái cái tính là nói rằng là uh, trong trong trường học là không được lợi dụng trường học bất kỳ đào nào cũng không được đưa vào trường học đó chó du dưới bất kỳ hình thức nào tặng quà hay là cái gì gì đó thì bà ấy hỏi mình rằng là uh, thì bằng chứng là tuyến truyền uh, là, chuyên truyền đến tuyến truyền ở đâu rồi thì uh, cái gì gì họ chỉ chó kèo thôi như chó kèo thì là trẻ con có quyền nhận chứ có cái gì đâu rồi mình nói là đó là con đường đi quá già dày nhánh nhất đấy thì bà nó hỏi là tại sao lại phải đi qua con đường già dây để là tuyến truyền đào cho họ à, mà để tuyến truyền đào rồi làm chí cho tổng kém đây thì bà nó hỏi những cái ngu ngơ quá thì mình nói rằng là giả sử như trước đấy ấy, khi thằng mỹ đến việt nam đấy <laughs> là cái vùng mà sài gòn chiếm đóng ấy, ở ra ngoài sài gòn thì nó phát cho bom cho đàn đấy nó đứa bom đàn đứa kèo đông đến nó phát cho, cho, cho dân còn mà như ở sài gòn đấy thì có những chúng nó quay chỉ là chỉ chỉ gọi, gọi là chỉ là diện để quay thôi thì có cái thằng lính là cầm một túi kẹo rồi là đi là phạt cho trẻ con đấy là có nghĩa là để mà quay cái lấy cái đoàn video đó để nói với cái những cái hội nghiệp hội nhấn quyền rằng hoặc là nói về thế giới rằng là chúng tôi rất là thương người dân Việt Nam và chỉ muốn đưa họ ra khỏi cái ách đỗ hồ của cộng sản đấy đấy đó là cái đoàn tấm chiến tánh tâm lý và là cái đường đó là cái đường mà đi quá dài dày để đến đâu đấy Người ta thường là đi quá đâu rồi bị đến già dây nha Nam Nguyễn. đấy nếu như đường đường chính chính là người ta dùng cái đầu để nói chuyện với nhau. Và dùng cái đầu để suy nghĩ, đồng quan điểm thì ok, ủng hộ nhau. Thì là khi đó mới xuống già dây. Đó, còn những cái bọn đó thì chúng nó là đi từ già dây lên trên đâu. Đấy, cho nên bao nhiêu lĩnh nguy nha, vũ khí, là tuổi tấn là trang bị từ giờ từ từ gọt chấn đỉnh răng nhưng là cắt viện đờ đi một cái là giống như nguyễn văn thiều nói đó là không cần mà là 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 ba năm ba tháng mà cũng không cần ba ngày chỉ cần là cắt viện từ ba tiếng đồng hồ là cái dính độc lập không còn ai đó là cái đường mà gọi là múa chuộc hay là yếu nước hay là là lối kéo bằng cái đường già dày đó Chứ nó có đâu có cái lý tưởng như người Cộng sản. Đó. Thì còn cái giờ thời gian đằng sau này nữa thì chắc là càng ít. Trước đấy đã ít thì dư lại càng ít thêm. Đấy. Rồi thôi mình chào mọi người nha. Chúc mọi người chuẩn bị đoạn một năm mới là dương lịch. Vui vẻ khỏe mạnh là được cho mình không chúc Giáng sinh nha mọi người. Mình không có Giáng sinh cho nên mình không chúc giáng sinh đây rồi chào mọi người chúc mọi người ngủ ngon nhá mình mỏi tay quá mình kết thúc đây